Thưa Thầy, cho con hỏi, một người tâm thần không có suy nghĩ, không não tạo nghiệp ác thì người đó có chịu quả báo khổ đau khi hết tuổi thọ đi địa ngục không? Cái chuyện mà một người tâm thần á, nó khá là phức tạp. Thì ở trong luật á, nha, ở trong luật thì một vị sau khi thọ tỷ kheo mà vị đó bị tâm thần, thì trong trường hợp đó dù vị đó có làm gì thì vị đó cũng không có phạm giới. Nhớ nha. Thí dụ như tự nhiên buồn buồn, ngó ngó đầu ông kia, ngó tôi thấy ghét quá, cầm đá phan cái, không phạm giới. À, tại vì cái vị đó là cái vị đã mất trí rồi. Thì trong tạng luật á, thì cái người mất trí á, là vị đó sẽ không phạm giới. Còn việc có tạo nghiệp hay không thì nếu có thì cái nghiệp đó nó cũng nhẹ, bởi vì họ mất trí. Ha. Họ mất trí, cái chuyện mất trí nó khác với cái chuyện là họ ý thức được điều đó. Tức là họ làm việc họ không có chủ ý, nó khác với cái chuyện là họ làm việc có chủ ý. Ha. Cho nên là câu trả lời của sư á, là căn cứ theo luật thì không tính là phạm giới. À, tuy nhiên nếu như có tạo nghiệp thì cái nghiệp đó nó cũng thuộc vào cái nghiệp nhẹ chứ không phải thuộc vào nghiệp nặng. À. Rồi.